các nhà nông miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 5 tháng 7 năm 2021, tình hình là đầu tuần lúa gạo giao dịch chậm, giá lúa ổn định. Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long xu hướng giảm mạnh với các mặt hàng gạo xuất khẩu. Giá lúa ổn định, thị trường đầu tuần giao dịch ảm đạm do tác động từ làn sóng Covid-19 đang lan rộng. Trong tuần qua, giá lúa gạo nhìn chung có biến động trái chiều khi tăng đầu tuần, giảm vào cuối tuần. Việc giá lúa gạo giảm được thương lái cho biết là do tác động lan rộng của dịch Covid-19 tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, ảnh hưởng tới tâm lý của người giao dịch. Cụ thể là hiện nhiều tỉnh như Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp đang ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng lên, do đó việc thu mua lúa gạo có phần khó khăn hơn. Giá lúa cụ thể hôm nay như sau: nếp vỏ tươi Long An 4.900 đồng đến 5.100 đồng, OM380 giá 5.100 đồng đến 5.200 đồng, OM9582 5.200 đồng đến 5.300 đồng, lúa Nhật mua tại ruộng 7.100 đồng đến 7.200 đồng, nếp vỏ tươi An Giang 4.800 đồng đến 4.900 đồng, IR50404 4.900 đồng đến 5.100 đồng, lúa Nàng Qua Chín 5.900 đồng đến 6.000 đồng, Đài Thơm 8 giá 6.200 đồng đến 6.300 đồng, OM5451 giá 5.600 đồng đến 5.700 đồng, OM18 giá 6.100 đồng đến 6.200 đồng, RVT giá 6.000 đến 6.100 đồng, ST24 6.300 đồng đến 6.400 đồng, lúa Nàng Nhan Khô 11.500 đồng đến 12.000 đồng, lúa IR50404 khô 7.000 đồng, lúa ST24 khô 8.000 đồng, nếp vỏ khô 6.600 đồng đến 6.800 đồng. Trên đây là tình hình giá lúa gạo ngày 5 tháng 7 để quý bà con mình tham khảo. Quý bà con mình có thông tin gì hay là có vấn đề gì cần trao đổi có thể bình luận vào kênh Nhà Nông Miền Tây để chúng ta có thể trao đổi thêm nhiều thông tin khác hữu ích hơn nữa nha quý bà con. Cảm ơn quý bà con rất nhiều đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh nhé. Xin chào.